Đây là cây bồ quân, một cây bồ quân, một cái bệ như cái cây nhãn đấy quý vị, như một gốc nhãn luôn. Nhìn cái bộ bệ này biết là cây bồ quân này nó bao tuổi đời quý vị. Cây này hai thân, một bóng dáng rất đẹp, vừa chơi bóng mát mà vừa chơi bonsai được, đã ra quả rất nhiều. Khi ra quả này là thương hiệu luôn quý vị, không phải lo gì nữa. Và quý vị các bạn nhìn thấy các cái cành cắt giật mà đã nảy mầm nó to như kia rồi thì đã biết được là cây này nó thuần như nào rồi. Rất yên tâm về cái chuyện cây nó sống hay không sống. Và cái vết chày khi cẩu quý vị này mà nó vén ra như này rồi, nói đến là cây rất khỏe. Cây rất khỏe thì phải được cái độ vén như này quý vị nha. Những cây bóng mát thì Vion Sai mới được tìm hiểu vào thôi. Nhưng mà thấy những người chơi cây nói là như thế nào mới là cây sẽ ổn định,